Thứ hai, nhị thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành. Nhị thiền, thiền thứ hai này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc, và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải: khi sơ thiền đã nhập được thì nhị thiền không còn có khó khăn nữa. Ở đây chúng ta phải hiểu pháp môn nhị thiền mà Đức Phật gọi là pháp môn độc nhất. Độc nhất ở đây không có nghĩa là duy nhất có một pháp này tu từ đầu đến cuối mà thành tựu đạo giải thoát. Nếu giới luật chưa nghiêm chỉnh thì các bạn phải biết mình còn phải tu bao nhiêu pháp nữa thì giới luật mới được nghiêm chỉnh. Khi giới luật được nghiêm chỉnh, lúc bấy giờ các bạn mới ôm một pháp độc nhất này. Cho nên độc nhất ở đây là một trạng thái thân tâm thanh tịnh trong giới luật. Các bạn có hiểu chưa? Vì tâm có nghiêm chỉnh trong giới luật thì pháp như lý tác ý mới có hiệu quả.